Chỉ cần người bạn đời đủ hiểu, đủ bao dung và đủ yêu thương thì những sự hy sinh đó đều xứng đáng cả. Đó là lời chia sẻ của Võ Hạ Trâm trải lòng về câu chuyện bồ bỉ, thân hình trở nên trô trề, chứ không còn thon gọn như trước. Những tâm sự của cô khiến chị em nghe xong vừa cảm thấy đồng cảm lại ngưỡng mộ. Cô cho biết thời điểm trở về chung một nhà, ông xã đặc biệt tấm tắc khen ngợi thâm thân của người phụ nữ với cái bụng chẳng chịt, vết chằn nứt và còn nguyên vết mổ trên tay bị em bé vô cùng đáng yêu. Anh cho rằng dù những vết rạn đó không thu hút đối phương, nhưng nó mang ý nghĩa của sự hy sinh lớn lao. Trương Võ Hạ Trâm, bản thân cô thời điểm ấy lại nghĩ hoàn toàn khác, chẳng hề thấy điều đó là tốt đẹp. Tới nay, khi cũng mang thai và lo sợ phải chứng kiến vết rạn nứt xuất hiện trên chính cơ thể mình, Võ Hạ Trâm luôn hỏi chồng mỗi ngày. Cô cho hay, bây giờ khi mang thai, mình hay hỏi chồng, anh xem em, đã có những vết rạn chưa? Chồng mình luôn cười âu yếm và nói rằng, mấy điều đó đâu phải là vấn đề đâu em. Với anh, cho dù vợ mình có đầy những vết rạn, bụng có chảy nhão hay cái body săn chắc kia trở nên phì nhiêu thì anh vẫn thấy vợ thật đẹp. Bởi vì anh yêu vợ là cái tính cách của vợ chứ không phải về bề ngoài hào nhoáng. Đây cũng là điều an ủi dành cho những người phụ nữ thật sự đã hy sinh rất nhiều để tạo ra những mầm non và để vun vén chăm sóc gia đình hạnh phúc. Bên cạnh việc chia sẻ câu chuyện của mình, Võ Hạ Trâm cũng gửi lời nhắn nhủ đến các anh chồng, hãy luôn yêu thương và chăm sóc thấu hiểu người phụ nữ của mình nhé. Đừng bao giờ để những vết rạn kia làm áp lực và mất tự tin cho những người phụ nữ. Hãy cùng cô ấy chia sẻ hành trình làm mẹ đầy vất vả này và mong các anh hiểu rằng phụ nữ càng cáu kỉnh thì chính là cô ấy đang mong muốn được chia sẻ và yêu thương. Ngoài ra, Võ Hạ Trâm cũng nhắn nhủ các anh chị em không nên cảm thấy tự ti về bản thân mình và những vết rạn kia cũng không là gì so với việc con cái chúng ta sinh ra khỏe mạnh. Được biết, nữ ca sĩ từng tiết lộ cô đã tăng vừa 9kg kể từ khi mang thai và vẫn luôn cố gắng tập luyện để giữ gìn sức khỏe cả mẹ và con. Được biết, Võ Hạ Trâm đã kết hôn với ông xã doanh nhân Ấn Độ hơn 12 tuổi vào đầu năm 2019. Chia sẻ khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, nữ ca sĩ nói với giọng đầy tự hào, trước đây tôi đã từng trải qua nhiều mất mát, đau khổ, chỉ đến với phi cắt. Tôi mới thấy được bù đắp xứng đáng, anh ấy là người mà ông trời sắp đặt để bù đắp cho tôi sau nhiều thăng trầm. Tới nay, cuộc sống hạnh phúc của Võ Hạ Trâm khiến bao nhiêu người ghen tị khi luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc hết lòng từ ông xã. Chia sẻ về chuyện mang thai đứa con đầu lòng với chồng doanh nhân người Ấn Độ, Võ Hạ Trâm tiết lộ em bé sống trong bụng khỏe mạnh và rất nghe lời. Cô cũng tăng từ 9kg kể từ khi mang thai. Võ Hạ Trâm cho hay bác sĩ vẫn khuyến khích mẹ tập luyện. Đến lúc sinh, mẹ vẫn tập gym hàng ngày với cường độ vừa sức. Mẹ thấy cơ thể luôn được vui vẻ, khỏe khoắn khi được đến phòng gym. Mẹ biết được nhiều người lo lắng việc gym như vậy sẽ không tốt cho mon, nhưng mẹ tự tin với những gì mẹ nghiên cứu và mẫu. Những bà mẹ nước ngoài vẫn tập gym ầm ầm thì mẹ an tâm khi tập luyện. Cái quan trọng là mẹ luôn lắng nghe cơ thể của mình và mẹ biết điều gì nên hay không nên cho thai kỳ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.